Cây này cây để mình quay mấy cục nu trước đi rồi mình nói với bạn. Mình thấy nu nè, nu cám nè. Cây này nu cám y như nu cám Gò Công nha mấy bạn. Cái tần sức nu là nó không có thua gì nu cám Gò Công luôn. Nhưng mà cây này là cây da đen nha. Có nhiều anh em mới chơi nhiều khi nhầm lẫn, nhiều khi người ta nói cây da đen. Nhưng mà có nu cái bắt đầu người ta nói nu Gò Công, không phải đâu bạn, cái màu da nó khác. Cái cục nu nó cũng khác. Và cái màu sắc cục nu nó cũng khác nha, cái lá nó cũng khác nha. Cây này thì nó già dữ lắm rồi. Gỗ nó cưa thôi, cứng ngắc mà đục nghe ton luôn. Những cái dòng nu cám này thì cây nào Gò Công hay da đen thì gỗ nó cũng cứng ngắc mà nó lâu lớn mà nó bao thẹo dữ lắm mấy bạn. Với lại mình phân tích là cái dòng cây nu này nè nha bạn, da đen mà nu giống vậy nè là nó hiếm còn hơn là nu Gò Công mấy bạn. Theo mình đánh giá vậy đó nha. Nó hiếm hơn Gò Công và nó sẽ có giá hơn Gò Công luôn. Nó sẽ có giá hơn cái dòng nu Gò Công luôn. Cái này là theo quan điểm của tôi thôi nha, nhưng mà không biết anh em chơi sao mình không biết. Tại cây Gò Công á các bạn, nó nổi trội của nó là cái cục nu bao thẹo, gỗ cứng đó. Lá nó cũng nhỏ, lá sau này vô cây cũng nhỏ thì da đen lá nó cũng nhỏ như vậy à. Nhưng mà nó sẽ bị mấy cái lỗi là yếu đế đó. Còn lại là nó sẽ thua cây da đen nha mấy bạn. Còn cái dòng nu này là nó lại có cục nu y như nu Gò Công rồi, thì là nó sẽ có yếu tố hơn cái Gò Công, là lý do vì đế nó sẽ cứng hơn. Rồi cái màu sắc da là nó đẹp hơn cây Gò Công. Đây màu sắc cục nu á, thấy nó đỏ ao à, đỏ. Nó đỏ, đỏ đỏ nha mấy bạn, cục nu của nu Gò Công là nó bạc bạc. Với lại cục nu Gò Công á là nó dễ bị bể. Nếu bạn chăm không khéo là nó bị bể nu và nó bị hà ngay chỗ hà ăn cái phần thân á. Phần lớp da ngoài nó bị xấu cây. Còn cái cây da đen á là nó không bị vậy, nó ít bị, chứ không bị. Trừ khi cây nào nó yếu quá nó mới bị thôi, thật sự là nó ít bị, cái da nó láng mức rượt à. Y như nu bên cù lao về vậy đó. Đó. Rồi cái cành nhánh của cái cây da đen á là sau này là nó sẽ vô cành đồ, dâm đồ. Nó dày hơn cây Gò Công nha mấy bạn. Nó đẹp hơn cây Gò Công. Bởi vậy một số người ta thích cây da đen là vậy á. Mà trúng cây da đen có nu nữa là nó hội tụ đủ các yếu tố luôn. Đó, bởi vậy mình đánh giá là cái cây da đen mà nu á, mà như nu Gò Công á, là nó sẽ giá trị nó sẽ cao hơn cái hẳn luôn. Nó cao hơn cây Gò Công luôn nha mấy bạn. Tại Gò Công là chỉ hơn da đen được cục nu à, với một số cái yếu tố mình đánh giá đó. Còn cây da đen là nó, nếu mà nó không có cục nu thì nó sẽ thua Gò Công chỗ đó. Mà bây giờ cây da đen nó lại có cái cục nu, nó có cái dàn nu y vậy rồi. Tại cái dòng da đen nó có một cái dòng hiếm lắm là nu giống vậy nè. Với lại có một cái, nó cũng có nu cám như lại cái, nhưng mà nó không có nu mặt khỉ nha. Cái dòng da đen là không có nu mặt khỉ nha các bạn. Chỉ có nu cám vậy, với lại nu tròn bay lớn nha. Nu đặc mình cũng nu đặc mình luôn. Nó là nu dữ lắm, nu đặc mình luôn các bạn. Dòng khiếp lắm. Tại mình thấy, đừng thấy nhiều cây nó nu dữ lắm rồi. Thấy không? Nó nổi bú, nổi nu sần sùi nè. Đó. Tận dụng được mấy cái chốc cành, cây này người ta uống tứ diện, tận dụng được mấy cái chốc cành. Các bạn bắt lại cây lùng. So sánh với cái chai nước nha các bạn. Cây này hoành cái đế là khoảng 50 á. Cái đế này thì bị bự hơn nhiều lắm rồi, mình không nói nha, khúc này là khoảng 50 mấy nè. Còn như khúc này khoảng 40 nè. Nó cấn cục nu nữa các bạn. Khúc này là khoảng 40 mấy á. Nó cấn nu tùm lum các bạn. Còn như cái phần đế là khoảng 50 mấy nè. Còn như cái đế này thì không có đo được nha, cái đế này mình không có đo làm gì, cái đế này bự lắm. Đế này chắc khoảng 6 mấy. Đế có nhiều người đo đế mình không quan trọng. Tùy cái mình đánh giá tùy cái cây thôi. Nói chung cây thì quan trọng cái độ tin tưởng mình bán thôi, chứ những người làm ăn chập giật thì nhiều khi báo vậy bán gửi cây khác là không chừng, cái đó phiền tối lắm. Quan trọng là tin tưởng nhau bán thôi bạn ơi. Nu nha.
Cái dòng này lâu lâu mới có một cây các bạn. Gò Công mình bán thường lắm, nhưng mà cái dòng này là lâu lâu thì có cây thì mình bán thôi, chứ thật sự cái dòng này giờ kêu mà tôi kiếm tôi cũng không biết kiếm ở đâu có nữa. Nó nu chùm 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 da đen, nu chùm chùm chùm. Giờ kêu tôi kiếm, tại cái dòng này không có người trồng, chứ không phải là kiếm không ra nha các bạn. Còn như dòng Gò Công người ta trồng dữ lắm, với lại cái dòng Gò Công là xưa giờ người ta đã trồng ở Gò Công nên có thể kiếm được nhiều, nhưng mà cũng không nhiều đâu. Bây giờ số lượng Gò Công trên thị trường là cũng không có nhiều đâu nha các bạn. Nói chung là chưa có đại trà đâu, chưa có phổ biến lắm. Gò Công mặt tiền là mình theo nghĩ, mình nghĩ là bên đây nè, cái vàng nu nó quá trời. Gò Công nha các bạn. Ủa lộn, da đen nu lộn, quên, nó lộn Gò Công hoài. Cái này cây da đen nu nha các bạn.